Chào anh nhàn. Ủa, bởi Trần Thêm nè, tự do ngôn luận là một trò lừa bịp. Bạn nói bạn có suy nghĩ không? Tự do ngôn luận gọi trò lừa bịp, đó đối với bạn thôi, đúng không? Còn đối với người khác, người ta tự do ngôn luận, người ta nói như thế nào? Người ta nói để xây dựng một cái một con người, hướng con người đi đến một cái tốt đẹp hơn. Đúng không? Còn như cái cách nói của bạn thì đương nhiên rồi. Bạn dùng cái tự do ngôn luận của bạn, bạn đi bạn lừa bịp người khác thì bạn đâu có ví người khác như mình được, đúng không? Đừng có suy bụng ta ra bụng người, hiểu chưa? Chắc chắn rồi anh. Thực sự thì em đi một số diễn đàn, những cái thành phần mà gọi dân chủ cùi trong nước, kể cả có những ông già rồi, ông sống qua cả gọi là gần một, hết một đời người rồi, mà cái nhận thức, cái sự thù hằn nó vẫn còn gọi là nằm trong con người ông cực kỳ lớn lao. Khi ông phát ngôn, chào anh Trung Anh, ông phát ngôn những cái lời nói, những cái lời gọi là cay độc để ông dành. Ông nói tại sao một cái gọi là cái người dân ngu ngục cúi đầu, ông dùng cái câu nói đó. Nhưng mà chính bản thân ông khi ông lên ông live stream, ông cũng chui vô trong cái phòng nhà ông ngồi ông nói trong, mà ông chửi người khác là ngu ngục. Nhưng mà tại sao người khác, người ta tuy rằng không cất tiếng nói, có thể rằng vì nhiều cái nguyên do, nhưng cái nguyên do chính là người ta nhìn thấy được cái gì ở đất nước này, chào thượng cái rô. Chào anh Khoa Lê. Không, như hôm nay cũng sắp sửa là đến ngày á, Trung thu rồi. Tất cả mọi nơi từ nhà văn hóa cho đến chùa chiền, họ đều tổ chức Trung thu cho những cái thiếu nhi tùy mỗi hoàn cảnh. Ủa Trần Thêm, như nếu nói như bạn á, khi bạn nói bạn comment cái câu này lên á, thì nói thật sự nha, mình nói nha, bạn không hiểu gì luật an ninh mạng cả, hiểu không? Bạn hoàn toàn bạn không hiểu, bạn đi nên đọc lại luật an ninh mạng đi ha. Bây giờ nó có thông tin mà, bạn làm ơn bạn nghiền ngẫm hết ngày này ngày kia đi, rồi lúc đó bạn hãy lên đó bạn nói chuyện thì ai bịt miệng bạn? Đâu ai bịt miệng bạn. Luật an ninh mạng là khi bạn nói là bạn phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Bạn hiểu rõ không? Bạn hiểu rõ cái từ bạn chịu trách nhiệm lời nói của bạn. Bạn hiểu không? Ví dụ như bạn chửi mình, đúng không? Mà mình làm lơ thì nó không gì cả. Nhưng mình đi kiện bạn thì bạn phải xác định là đúng lời đó là của bạn chửi mình. Bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cái lời bạn nói ra. Hiểu không? Bạn nói cái từ đó có nghĩa là bạn dùng cái từ gọi là bịt miệng người dân, thì có nghĩa là bạn không hiểu gì luật an ninh mạng bạn mới nói câu nói này. Bạn không hiểu gì luật, hiểu không? Chứ bạn hiểu gì luật thì bạn sẽ không bao giờ. Ở đây là gì? Ở đây người ta xây dựng một cái hành lang pháp lý về luật an ninh mạng là bạn là người chịu trách nhiệm tất cả những cái gì. Còn bây giờ ví dụ bạn lên mạng à, bôi nhọ là gì? Ví dụ như bây giờ mình, ví dụ bây giờ mình nói bạn nè, đúng không? Bạn là một cái thằng ăn cướp, bạn là một cái thằng hiếp dâm, bạn là một cái thằng ấu trĩ, bạn là một cái thằng điên khùng, đó là những cái bôi nhọ đó, đúng không? Ví dụ như bây giờ bạn cảm thấy bạn không, bạn thấy mình miệt thị bạn, bạn đem những cái lời này bạn kiện mình phải chịu trách nhiệm trước những cái lời nói mình với bạn đó, bạn hiểu không? Đó là cái từ bôi nhọ đó, bạn hiểu chưa? Bạn không hiểu thì bạn phải nên tìm hiểu và mình ngồi mình tư duy cái đầu óc mình. Ví dụ bạn bạn đem bạn bàn với một người nào bạn bè của bạn ha, chứ bạn đừng lên bạn nói những cái kiểu này, nghe chưa? Đúng rồi anh Trương Thanh Minh đó, bạn thấy nè, anh Trương Thanh Minh nè, anh comment câu bạn đọc đi.
rồi bạn sẽ hiểu thêm. Chào xó lá ba que, chào anh Mã Đáo, chào anh Hà Lê. Nên ở đây trên phương diện bạn phải hiểu gì, bạn khi bạn đọc luật bạn phải hiểu về luật đã, thấy chưa? Cái tư duy bạn như vậy thì đương nhiên chắc chắn là nó thật. Cỡ như bạn nói chuyện cái đó mà gặp ba que thì đương nhiên rồi, bạn thằng ba que nó nói gì bạn cũng cảm thấy nó nói đúng hết. Tại vì cái tư duy của bạn, bạn không phân biệt được, bạn không hiểu kịp được cái sự việc nó như thế nào, hiểu không? Bạn trần thêm ít nhiều bạn trần cũng biết thằng Chinh Lê, đúng chưa? Bạn thấy Chinh Lê thì sao? Có nghĩa là khi bạn có những lời lẽ nó quá đáng, người ta phải mời bạn. Mời lần đầu tiên bạn không đến, người ta sẽ mời lần thứ hai. Mời lần thứ hai bạn không đến, người ta đến nhà ta vận động bạn, bạn không chấp hành thì đương nhiên chắc chắn người ta sẽ cưỡng chế bạn. Điều đó là hiển nhiên. Hiểu chưa? Bạn hiểu cái từ cưỡng chế chưa? Có nghĩa là gì? Bạn không tuân thủ luật pháp, đúng không? Là cái người người ta là người hành pháp, bạn không chấp hành là có nghĩa là bạn không chấp hành luật pháp, chứ không phải. Còn cái người đó chỉ là cái gọi là cái công cụ để đi đến thực hiện cái điều thôi. Bạn hiểu chưa? Còn Trinh Lê ở đây nó không hiểu mà nó nghĩ rằng nó ngồi nó phân tích cái điều đó. Ví dụ một bạn gặp một người cảnh sát, đúng không? Người đó là một người bình thường nhưng người ta mặc bộ đồ đó là người ta đang hành pháp. Bạn phải chấp hành, là bạn là chấp pháp. Còn cái con người đó chỉ là cái người đứng ra thực hiện cái điều đó thôi, bạn phải hiểu được điều đó. Bạn hiểu chưa? Nên ở đây bạn bạn nói cái tự do, bạn nói là đó là tự do ngôn luận của bạn rồi đó, nhưng bạn đang hiểu sai vấn đề. Anh yên tâm đi anh Phú Hoàng Huy, thì ngày một có nghĩa là bây giờ thì nó không gì cả, nhưng mà đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 khi luật an ninh nó có hiệu lực thì tất cả những cái thành phần này kiểu gì kiểu ít nhiều cũng sẽ có một số đi gọi là an ninh, người ta hỏi thăm thì lúc đó đừng trách, đúng không? Giống như trường hợp với Trinh Lê, như riêng riêng ở đây em nói Trinh Lê thì Trần Thêm chắc chắn sẽ biết đó. Mình đã sai rành rành ra đó mà vẫn cố ngồi lật cái hiến pháp ra, cái lỗi của mình thì không lo nhận mà đi lo là bắt cái lỗi của người khác. Nào là mời tôi phải đúng quy trình này kia, trong khi đó mình là người, người ta là người hành pháp, mình không chấp hành thì mình còn nói gì nữa, mình là người không tuân thủ luật pháp rồi. Thì bạn không tuân thủ luật pháp ai bảo vệ được bạn? Sống trên này đất nước có luật pháp, đúng không? Luật pháp là người bảo vệ bạn và luật pháp cũng là người xử lý bạn nếu như bạn vi phạm pháp luật. Đơn giản vậy thôi, mình phải hiểu cái tư duy của mình vậy thì mình mới hiểu, mình diễn giải được. Còn bây giờ bạn hiểu theo cách đó, đúng không? Thằng ba que nó nói sao cảm thấy nó ngọt lỗ tai, đương nhiên bạn nghe rồi. Dạ đúng rồi anh. Bởi vậy á, cỡ Trần Thêm này á, thứ nhất á, nói thêm cho Trần Thêm mà bạn xem một cuốn phim, bạn xem một cái gì đó, phim nước ngoài hay là phim Trung Quốc hay phim Hồng Kông, ngoài cái yếu tố giải trí ra nó còn có một cái yếu tố là gì? Bạn xem để bạn tư duy những cái điều đó nó như thế nào, đúng không? Tập cho cái não bằng hoạt động, bạn biết bạn phân biệt ở đâu đúng, là đâu là sai, đâu là lẽ phải, không? Chứ không phải là bạn xem giống như là cái câu này bạn không cần phải nói nhiều nữa, bạn trình thêm, đúng không? Cái chuyện nè, cái chuyện mình không cần phải giải thích thêm, tại vì mình biết chắc bạn đi nhiều diễn đàn và nhiều diễn đàn cũng nói vấn đề này rồi. Đương nhiên rồi, người ta làm việc gì, người ta kinh doanh hay là đó là việc của họ, bạn muốn nói bạn phải có cái bằng chứng cụ thể. Còn bạn không có bằng chứng cụ thể, bạn bôi nhọ người ta là đúng rồi, chứ còn gì nữa là sai, hiểu không? Bạn hiểu không? Nên cái lời lẽ của bạn nói ra kiểu đó thì
đi một cái diễn đàn khác bị người ta chửi nó cũng không quan, hoặc là những người anh chị ở dưới này người ta chửi bạn cũng không quan. Bạn nói cái điều gì bạn phải có dẫn chứng cụ thể, hiểu không? Mình nói thẳng luôn, ở cái phường của mình, thằng chủ tịch phường này, bây giờ mình bà chị mình muốn mua đất đai nè, ví dụ lên ký một cái giấy tờ gì rồi xong hỏi anh tình hình là em mua miếng đất ở đó anh thấy tình hình nó như thế nào, thì đương nhiên rồi người ta có nghĩa là chị mua miếng đất đó cái khu đó nó có vấn đề đó nên chị phải xem lại, đó là một cái thông tin. Và ví dụ như thông tin bây giờ bạn là bạn người đeo được cái thông tin đó, bạn cảm thấy bạn tự tin hơn không? Rồi ví dụ như bạn kinh doanh được đất, bạn có lãi, ví dụ bạn đến bạn tặng tiền người ta hay là bạn tặng một cái điều gì đó thì nó như thế nào? Nó rất là nhiều vấn đề, bạn hiểu không? Mình nói thật, chế độ nào cũng vậy, chế độ đang làm tốt thì mình thích thế thôi. Ủa, cái chuyện đó tùy theo cái tư duy của con cháu của mình, hiểu không? Ví dụ như bây giờ sau này con cháu mình lớn lên nó nhìn ở cái chế độ cộng sản thì đương nhiên dù ví dụ bây giờ nó không thích, đúng không? Ok, nhưng mà mình chỉ hỏi một câu, tại sao con không thích? Trong khi con được lớn lên, con được ăn học đến ngày hôm nay, con nhờ cộng sản đó. Chào Nhí Nhảnh, chào anh Trần Siêu, chào anh Bằng. Hả? Đúng không? Nó con là lớn lên, con ăn học được đến ngày hôm nay con ăn học thành tài là con nhờ cộng sản đó. Hiểu chưa? Đơn giản vậy thôi. Chứ bạn đừng hỏi những câu đó. Ok, để mời chị Hoàng Lan. Đời này anh thích cộng sản nhưng đời con của anh không thích cộng sản thì sao? Trần Thêm yêu ngôi nhà Trần Thêm quý cha Trần Thêm thì nghĩa là con của Trần Thêm nó sẽ quý ông nội nó và cháu của Trần Thêm nó sẽ quý ông cố nó. Phải dạy con mình như thế nào để con mình nó thích ông bà cha mẹ tổ tiên của nó là do ở nơi mình. Trần Thêm nhé. Có một cái cách kiểu như Dạ không gọi là nói cùng. Mình như thế nào thì mình sẽ hướng con mình như thế đó. Dạy con là từ thuở còn thơ mà dạy vợ là từ thuở bơ vơ mới về nha Trần Thêm. Trần Thêm nói chuyện mà tôi ngồi mà tôi nghe mà tôi không biết là tôi xếp Trần Thêm vô cái loại gì. Ông chủ tịch huyện ổng vào, Trần Thêm ở gần đó sao Trần Thêm hỏi? Anh ơi sao anh vào? Sao đi hỏi tụi tôi? Nhiều khi người ta kinh doanh một cái gì đó, người ta buôn bán một cái gì đó, người ta làm một cái gì đó, không lẽ người ta đi trình với anh hả? Đây nè, tôi có một ông bạn nè, ông chồng, thằng chồng công an nè, rất là giàu, biết giàu ở đâu nè không? Người ta giải tỏa quốc lộ 1, người ta đền bù cho nó xây một cái biệt thự ở đó đó, ra ngoài đó nó điều tra. Nói chuyện nhiều người, người thấy người ta giàu mình không lo đi làm ăn mà cứ chỏ vô cái tài sản người ta rồi hỏi tại sao người ta có cái khối tài sản đó mà không biết là vợ chồng người ta đi làm những gì, người ta đi kinh doanh những gì, mỗi một việc người ta phải đi trình báo với anh hả Trần Thêm? Dạ anh Trần Quang Cường. Anh nằm anh nói chuyện mà anh ngồi anh nói chuyện mà anh không có cái suy nghĩ. Tôi cũng đang giàu đây, không lẽ tôi cũng đi tham ô tôi giàu hả? Mình không lo đi làm ăn mà mình cứ chỏ vô cái tài sản người ta. Anh Trần Thêm, tôi nói anh Trần Thêm nghe. Mình nói bây giờ là mình nói bây giờ. Còn những người trước kia mình không nói. Mình không nói tới, mình chỉ nói hiện tại bây giờ. Anh hỏi Bình Dương bây giờ thích chế độ cộng sản. Sau này con của Bình Dương không thích thì sao? Thích hay là không là do cái thằng cha của nó giáo dục đó. Cho cha của nó giáo dục của nó đó. Anh giáo dục con anh như thế nào? Sau này con anh nó thích hay không thích là do cái đầu của anh đó. Anh đừng có hỏi ai. Anh khỏi hỏi Bình Dương, anh tự hỏi anh. Anh phải dạy con anh từ lúc con anh nó vừa lọt lòng đó 2 tuổi, 3 tuổi bắt đầu anh giáo dục nó lần lần là vừa rồi. Anh ngồi trong đầu nó những gì là nó sẽ làm như vậy đó. Anh cứ chỏ cái đầu vô anh nhìn người này giàu người kia giàu rồi xong rồi bắt đầu anh thắc mắc anh đi hỏi anh đi kiện anh đi tụng. Em tôi hỏi anh, người ta là một cái lãnh đạo của một phường hay là của một cái tỉnh đó
Mà ví dụ người ta nghèo đi, người ta ở một cái chợ lá đi, tất nhiên anh sẽ nói như thế này: trời ơi cái thằng nó làm lãnh đạo mà cái nhà nó vậy thì lãnh đạo được ai? Ok không cần thêm. Rồi người ta xây một cái nhà khang trang một tí thì anh hỏi tài sản ở đâu xây cái nhà khang trang một tí, sống sao cho vừa lòng anh, sống sao cho vừa lòng anh. Người ta thăng tàn ma dại thì anh kêu một cái ông lãnh đạo sống thăng tàn ma dại, nhà cửa rách rưới, lãnh đạo được ai? Rồi người ta xây được một nhà khang trang anh cũng không chịu, thì anh là cái gì? Anh là mẹ chồng người ta hả? Nè anh cần thêm ơi, anh về anh học lại chính tả giùm em nha anh. Em thấy anh comment là cái kiểu anh không có học rồi đó. Nè cần thêm, Chào vui anh đừng có vẻ. nói là cô dám dạy con cháu cô thành công là công dân tốt hay không. Cần thêm ơi, con mình trở thành công dân tốt hay là không là do cái người cha và người mẹ đó. Cần thêm nhé, do cái người cha đó. Nếu phúc thì con đúng là súc sinh nha. Cần thêm, người ta là một cái nhà lãnh đạo của một huyện hay một phường nào đó hay là một cái tỉnh nào đó, người ta ở một cái chợ rách ông cũng không chịu, ông cũng nói người ta. Rồi người ta ở một cái nhà khang trang ông cũng không chịu. Bản thân tôi đây nè, tôi có cái 20 triệu nè, tôi mượn thêm 10 triệu tôi mua một cái xe tôi đi cho khang trang nè. Đừng có nói chi tới một ông chủ tịch mà ông lãnh đạo. Người ta cầm đầu có một tỉnh một huyện thì ông phải để cho người ta khang trang một tí chứ, ông nói cái gì mà kỳ cục vậy? Người ta làm tháng lương bao nhiêu triệu không quan trọng, người ta làm tốt nhiệm vụ trong một cái phường, một cái xã, một cái tỉnh đó là ok rồi. Ông khỏi hỏi là lương người ta bao nhiêu, ông khỏi hỏi lương người ta 10 củ 8 củ, ông không cần quan tâm. Ông lo cái gia đình của ông đi, ông về ông nhìn lại cái gia đình của ông đi, ông đừng có lo cho ông phường ông xã, ông lo cho ông an ninh tốt là ok rồi. Chị chào Bình Dương, chào hết tất cả anh chị em lên, mình không có chào, mình lên mình chú tâm một cái ông đó, mình chào từ từ Chào chị, cảm ơn. cho anh mã đáo lên đi anh, đi đi Bình Dương ơi. Chị chào Bình Nên lo tốt công việc nhà của bạn là được rồi, hiểu không? Nếu như một cái người quan chức hay là một cái chủ nè, tịch khoan, huyện ở cái Bình xứ Dương cho chị xuống đó, Bình người Dương ta đã đói, bạn có xuống chắc anh. bạn có đem đến bạn giúp người ta hay không? Chẳng thêm nói là tôi Dạ ngu, là dạ. tôi ngu chỗ nào? Tôi ngu chỗ nào? Ông chỉ cái chỗ ngu ra cho tôi.